Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục tiêu hóa trên website mạng y tế vn viêm gan b viêm gan b là tình trạng viêm gan rất nghiêm trọng, thường lây lan qua sự tiếp xúc với máu và hoặc dịch cơ thể của người đã nhiễm bệnh. Bài viết này cung cấp những thông tin cơ bản về căn bệnh này. Tổng quan viêm gan là gì? Viêm là tình trạng hay phản ứng sinh học đặc trưng bởi sưng, nóng, đỏ và đau. Viêm gan có nghĩa là tình trạng viêm xảy ra ở gan. Viêm gan được gây ra bởi nhiều nguyên nhân mà phổ biến nhất là một trong năm loại virus A, B, C, D hoặc E. Tất cả những loại virus này gây nên phản ứng viêm ở gan và cản trở chức năng sinh lý của gan. Một số tình trạng và tác nhân khác cũng có thể gây viêm gan, ví dụ như thiếu cung cấp máu cho gan, chất độc rối loạn tự miễn, uống nhiều rượu, chấn thương gan và một số loại thuốc. Mặc dù hiếm gặp hơn, một số virus như Epstein-Barr virus EBV trong bệnh tăng bạch cầu đơn nhân hoặc Cytomegalovirus CMV cũng có thể gây viêm gan. Có hai loại viêm gan chủ yếu: viêm gan cấp nhất thời, thoáng qua và viêm gan mãn kéo dài ít nhất là 6 tháng. Trong trường hợp viêm gan cấp, tình trạng viêm ở gan xuất hiện đột ngột và có thể kèm theo buồn nôn, nôn đau bụng sốt và đau nhức toàn thân. Một số trường hợp viêm gan cấp không đi kèm bất kỳ triệu chứng nào phản ứng viêm gan cấp thường chấm dứt trong vài ngày hoặc vài tuần ở đa số bệnh nhân. Tuy nhiên thỉnh thoảng tình trạng viêm này không biến mất viêm gan kéo dài trên 6 tháng được gọi là viêm gan mãn mãn tính có nơi gọi là viêm gan mặn viêm gan ảnh hưởng đến gan như thế nào. gan có chức năng xử lý các chất thải trong máu. Khi gan bị viêm, nó không làm tốt việc loại bỏ chất thải. Khi gan không hoạt động tốt, một chất thải có tên là bilirubin, bilirubin bắt đầu tích tụ trong máu và ở các mô. Bilirubin làm cho da của người bị viêm gan chuyển sang màu vàng cam. Hiện tượng này được gọi là vàng da. Bilirubin và những sản phẩm thải khác cũng có thể gây ra ngứa, buồn nôn, sốt và đau nhức toàn thân. Viêm gan B là gì và lây truyền như thế nào? có 5 loại virus gây ra bệnh viêm gan. Mỗi virus viêm gan được đặt tên theo một ký tự trong bảng chữ cái. Viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C, viêm gan D và viêm gan E. Viêm gan B là tình trạng viêm gan rất nghiêm trọng. Thường lây lan qua sự tiếp xúc với máu và hoặc dịch cơ thể của người đã nhiễm bệnh. Triệu chứng các triệu chứng của bệnh viêm gan B là gì? những triệu chứng của bệnh viêm gan b có Tình thể trạng gồm. nhiễm độc ăn độc không ngon miệng buồn nôn nói sợ ý. ý yếu không canh và mệt con mỏi đau bụng khi Đặc bạn bận bị lọc lọc làm việc quanh vùng có gan thể con vàng sập vàng đang da bận ruột da và lò phòng, trắng mắt kết mạc chuyển màu vàng đau khớp các triệu chứng của viêm gan b có thể diễn tiến từ nhẹ đến nặng nếu bạn bị viêm gan b thể nhẹ bạn có thể thậm chí không biết mình bị bệnh viêm gan b có thể không gây ra triệu chứng hoặc chỉ có các triệu chứng giống viêm dạ dày ruột nguyên nhân và yếu tố nguy cơ viêm gan b lây truyền như thế nào bạn có thể nhiễm viêm gan b nếu quan hệ tình dục không an toàn với người bị nhiễm mà bạn hoặc chính người ấy cũng không biết người sử dụng chung kim tiêm cũng có nguy cơ mắc bệnh cao nhân viên y tế như y tá kỹ thuật viên xét nghiệm bác sĩ cũng có thể nhiễm virus nếu bị kim đã sử dụng cho người bệnh đâm phải viêm gan b cũng có thể lây truyền từ mẹ sang con trong khi xanh bạn cũng có nhiều khả năng bị viêm gan b nếu du lịch đến những nơi có tỷ lệ viêm gan b cao viêm gan b không thể lây truyền qua tiếp xúc thông thường ví dụ bạn không thể nhiễm viêm gan b khi ôm hoặc bắt tay với người bị nhiễm chẩn đoán và xét nghiệm viêm gan b được chẩn đoán như thế nào xét nghiệm máu được dùng để chẩn đoán viêm gan b kết quả xét nghiệm máu giúp bác sĩ biết được chức năng gan của bạn và chúng cũng có thể được dùng để theo dõi bệnh trạng của bạn trong suốt quá trình điều trị, bác sĩ có thể muốn xem hình dạng gan của bạn bằng siêu âm hoặc y quang. Sinh thiết gan cũng có thể cần thiết. Sinh thiết gan là kỹ thuật trong đó một mẫu gan nhỏ được lấy ra và soi dưới kính hiểm vi. Sinh thiết gan có thể giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh và kiểm tra tình trạng của gan trực tiếp. Điều trị điều trị viêm gan B như thế nào? Nếu bị viêm gan B cấp cơ thể của bạn có thể tự chống lại tình trạng nhiễm bệnh có nghĩa là bạn không cần điều trị bác sĩ sẽ giúp kiểm soát triệu chứng và theo dõi bệnh trạng trong lúc cơ thể của bạn hệ miễn dịch hoạt động để tiêu diệt virus nếu bạn bị viêm gan b mãn bác sĩ gia đình sẽ chuyển bạn đến bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa hoặc một chuyên khoa sâu khác ví dụ chuyên khoa gan mật để điều trị có một số phương pháp phác đồ đã điều trị viêm gan b thành công Chúng thường bao gồm những thuốc kháng chống virus. Việc điều trị có thể kéo dài một năm hoặc hơn. Tùy vào độ nặng của bệnh và sự đáp ứng với điều trị. Biến chứng các biến chứng của bệnh viêm gan B mạn là gì? Ở một số người, viêm gan mãn có thể dẫn đến sơ gan. Sơ gan xảy ra khi các tế bào gan chết đi và được thay thế bằng mô sẹo, mô sợi và mô mỡ. Vùng gan đã bị tổn thương này không hoạt động được nữa và không thể loại bỏ các chất thải ra ngoài cơ thể sơ gan dẫn đến suy gan và thậm chí là ung thư gan nếu bị viêm gan b bạn cũng dễ bị nhiễm virus viêm gan d còn gọi là virus delta hơn virus này chỉ có thể phát triển ở người đã bị viêm gan b nó có thể làm cho triệu chứng của viêm gan b hoặc của bệnh gan xấu hơn sự lây truyền xảy ra qua tiếp xúc với máu hoặc dịch cơ thể của người đã bị nhiễm virus viêm gan d phòng ngừa có thể phòng ngừa viêm gan b cách tốt nhất để phòng ngừa viêm gan B là quan hệ tình dục an toàn, dùng bao cao su và tránh dùng chung kim tiêm. Bạn cũng có thể tiêm vaccine để phòng ngừa viêm gan B. Hiện nay, việc tiêm ngừa được thực hiện thường quy cho tất cả trẻ sơ sinh trong năm đầu đời. Vaccine là tương đối an toàn và được tiêm 3 mũi trong khoảng 6 tháng. Việc tiêm chủng cũng nên được thực hiện đối với những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao như nhân viên, y tế, trẻ em. Người du lịch đến các nước có tỷ lệ nhiễm cao, người sử dụng ma túy, và người có nhiều bạn tình. Tài liệu tham khảo http://familydoctor.org Family Doctor and Diseases Condition Hepatitis B HTML nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Hy vọng bài viết sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.